Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mới đây, một đoạn video do người dân ở Trịnh Châu đăng tải đã cho thấy cơn sóng vàng cuốn trôi dân chúng và xe cộ, ngập đường hầm trên đường Kinh Quảng, tràn vào hầm tàu điện ngầm và nuốt chửng những đoàn tàu vẫn đang hoạt động với tốc độ nhanh, nước ngập đến ngực của nhiều hành khách trên tàu. Trong khoang tàu đầy nước, tối om ngột ngạt ấy, họ đứng lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt vô vọng và bất lực. Một sự im lặng đáng sợ, chỉ có âm thanh của nước lũ là không ngừng ào ào chảy xiết, len lỏi qua các khe hở của tàu điện ngầm. Mực nước bên ngoài bắt đầu cao hơn trong khoang tàu, có người giơ tay chạm lên tấm kính thành tàu, chỉ thấy mực nước bên ngoài đã cao hơn tầm tay. Mỗi người đều giơ một tay nắm chặt tay nắm bên trên thanh sắt để không ngã hay trôi đi. Đó là sự bấu víu tồn tại duy nhất lúc ấy. Có lẽ sẽ nhanh chóng nhấn chìm tất cả. Cảm giác đếm ngược từng giây của những con người dưới lòng đất thật sự kinh hoàng. Tác giả của đoạn video này có thể sống sót hoặc có thể đã ra đi mãi mãi theo dòng lũ. Và đoạn video ngắn ngủi này là một trong những vật chứng đem lại sự thực cho chúng ta. Sau khi lũ rút, lộ ra vô số thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và các ga tàu điện ngầm, lượng lớn phương tiện bị lật đổ chất đống ngổn ngang trên đường, nhiều phương tiện còn chìm trong nước. Quang cảnh hỗn độn không khác gì vừa trải qua một cuộc chiến. Trận lũ lụt lần này đã gây ra những tổn thất khôn lường về người và của. Mặc dù đại thảm họa đặc biệt ở Trịnh Châu đã trở thành tiêu đề trang nhất của nhiều kênh truyền thông quốc tế, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng hết sức tránh né. Như CCTV, truyền hình vệ tinh Hà Nam vẫn xem như không có liên quan gì. Vẫn ca múa mừng cảnh Thái Bình, chỉ tập trung vào lũ lụt ở châu Âu và phát bộ phim truyền hình chống Nhật Bản. Trong khi phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ Nhân dân Nhật Báo đề cập đến lũ ở Hà Nam, trên ấn phẩm thứ 7 nhấn mạnh rằng Hà Nam có lượng mưa lớn ở nhiều nơi và các cơ quan ban ngành đã có biện pháp đối phó, truyền tải ra cả cái gọi là năng lượng tích cực. Đồng thời, các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều quy thảm họa do lũ lụt ở Trịnh Châu là do thiên tai, đặc biệt là chính quyền Hà Nam cố tình phóng đại quy mô lượng mưa, gọi trận lụt thảm khốc này là ngàn năm có một và thậm chí còn tệ hơn 5.000 năm có một. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trận lũ lụt này là nhân họa, một thảm họa do con người tạo ra. Trước đó, một video trực tiếp về quá trình phát triển lũ lụt ở Trịnh Châu đã được người dân tải lên Internet. Qua màn hình video có thể thấy, lúc 13 giờ 40 phút chiều, mặc dù trời mưa to ở trung tâm Trịnh Châu nhưng không có nhiều nước trên đường, xe vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa giờ ngắn ngủi, toàn bộ con đường ở trung tâm thành phố Trịnh Châu bất ngờ bị ngập lụt. Đến 14 giờ 20 phút, nước trên đường dâng cao đã khiến một số xe buýt bị hỏng. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua và lúc 15 giờ 20 phút, trung tâm thành phố Trịnh Châu gần như trở thành biển nước mênh mông. Tất cả các phương tiện bị ngập trong nước lũ đều hỏng hóc. Và lúc 17 giờ 30 phút, toàn bộ thành phố Trịnh Châu bị lũ tàn phá, xe cộ và người dân liên tục bị cuốn trôi bởi những dòng nước xiết trên đường. Từ nhiều đoạn video đăng tải trên mạng có thể thấy, dòng lũ ở thành phố Trịnh Châu đang ở mức rất cao. Có người phụ nữ tóc dài, người cha và con nhỏ bị cuốn xuống đường. Họ không thể đứng dậy mà nhanh chóng bị cuốn phăng đi. Và một số lượng lớn phương tiện cũng bị dòng nước lũ màu vàng cuốn trôi đi từ phía. Tình trạng này hoàn toàn không giống như nạn ngập úng mà các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền, mà dường như lũ lụt là do thay đổi dòng chảy của sông Hoàng Hà và xả lũ từ các hồ chứa. Trịnh Châu là vùng đồng bằng, bốn phía không có núi. Địa hình bằng phẳng, lượng mưa lớn thì nước sẽ dồn dần từ dưới lên trên gây ngập úng. Tuy nhiên, đã có một trận lũ lớn bất ngờ ập đến ở khu vực đô thị. Hơn nữa, dòng nước tăng vút đột ngột và chảy xiết, điều đó chỉ thường xảy ra khi xả lũ. Thật vậy, đến sáng ngày hôm sau, hầu hết lũ ở đô thị đã rút nhiều, tuyến đường phố không còn nhiều nước ngập. Sự đến và đi vội vã này không phù hợp với đặc điểm thông báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi phơi bày trên Internet, đã chứng minh cho việc xả lũ mà không cảnh báo của chính quyền. Vào lúc 1 giờ sáng, tài khoản WeChat chính thức của Ban tuyên truyền Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một thông báo rằng, do lượng mưa lớn ở Trịnh Châu và lượng nước ở thượng nguồn, tình hình kiểm soát lũ của hồ chứa Thường Trang Trịnh Châu rất nghiêm trọng, bắt đầu xả lũ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm trước. Tính đến 21 giờ 34 phút, mực nước thực của hồ là 130,54m, mực nước vượt lũ là 3,05m, mực nước cao nhất của ngày đã giảm 70cm. Điều này nghĩa là gì? Lũ sẽ xả lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm trước, nhưng đến 1 giờ sáng ngày hôm sau mới phát hiện thông báo.
đợt xả lũ kéo dài suốt 14 giờ mà không cảnh báo, đến nửa đêm mới được thông báo. Nhiều người có thể cảm thấy kiểu xả lũ không báo trước này tương đương với tội mưu sát giết người. Nghĩ mãi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm như vậy. Nhưng những người quá quen thuộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đều biết rằng kiểu xả lũ không báo trước này là thủ đoạn thường ngày của chính quyền thôi. Trong những năm qua, lũ lụt ở nhiều khu vực là do Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo trước mà ra. Thậm chí, lắm khi chính quyền còn bí mật mở đập lúc nửa đêm. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc không thông báo cho đại chúng biết về việc xả lũ, nhưng đối với các chức sắc trong hệ thống thì Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tới nơi tới chốn. Trận mưa lớn vừa qua ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cộng với việc xả lũ từ hồ chứa đã khiến toàn bộ thành phố này trở thành biển nước. Sau khi tàu điện ngầm xảy ra sự cố khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt và thiệt mạng, đường hầm Kinh Quảng ở Trịnh Châu cũng nhanh chóng bị ngập trong thời gian ngắn. Có thể có hàng nghìn người đã chết trong đường hầm này. Theo tờ báo địa phương Đại Hà báo, đường hầm Kinh Quảng đoạn giao nhau giữa đường Kinh Quảng và đường Lũng Hải ở thành phố Trịnh Châu là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có rất nhiều người bị mắc kẹt và một lượng lớn ô tô bị đẩy vào đường hầm. Tờ Nhật báo Hà Nam cũng đưa tin vào khoảng 3 giờ chiều 2 ngày sau đó, bên trong đường hầm vẫn còn ứ đọng đầy nước, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu bơm nước ra ngoài và một lượng lớn phương tiện giao thông xếp chồng lên nhau ở cửa hầm. Hiện trường có rất đông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân bị cấm đến gần. Video do người dân đăng tải cũng cho biết lực lượng chức năng đã bắt đầu căng dây tại hiện trường. Theo danh sách những người mất tích do The Paper công bố, có hai thiếu niên 14 tuổi đã mất liên lạc sau khi bị mắc kẹt trong đường hầm Kinh Quảng vào ngày xảy ra lũ lụt. Bài báo cho biết sau khi hai thiếu niên đi xe đạp điện vào đường hầm, một người gọi điện cho bạn cùng lớp lúc 4 giờ 42 phút chiều và nói rằng chiếc xe đạp điện đã bị cuốn vào trong hầm. Chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị ngắt kết nối và hai em mất liên lạc. Sau đó, hai bạn cùng lớp khác đã đến cửa hầm lúc khoảng 5 giờ chiều. Lúc đó, nước bên ngoài hầm đã ngập đến đầu gối, dòng nước chảy xiết nên không thể vào hầm để kiểm tra. Hiện vẫn chưa thể xác định được tình trạng sống chết của hai thiếu niên này. Còn tờ Caixin đưa tin vào lúc 10 giờ tối rằng, theo nguồn tin nội bộ chính quyền cho biết vào cùng ngày, có ít nhất hai người đã thiệt mạng trong đường hầm. Những người đã chết được trục vớt trong quá trình bơm nước ra ngoài vào ngày hôm sau. Một người phụ nữ được vớt ở đoạn phía bắc của đường hầm. Theo báo cáo của Kaikan News, do lượng mưa lớn, nhiều đoạn đường hầm trên đường Kinh Quang Bắc đầy nước tù động, chỗ sâu nhất có thể lên tới 6 mét. Lực lượng cứu hộ cảm thán rằng, tôi đã gặp thảm họa lũ lụt ở Sơn Đông và An Huy, nhưng chưa gặp thảm họa nào lớn như ở Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ ước tính, theo lượng nước tù động, có thể phải mất một tuần để rút toàn bộ nước. Báo cáo chỉ ra rằng, hiện tại không thể xác nhận những người thương vong trong đường hầm Kinh Quang và sẽ mất ít nhất 3 ngày để nước rút từ từ, sau đó mới có thể tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã phong tỏa hiện trường và sự thật có thể sẽ không được tiết lộ. Trong video trực tuyến có thể nghe thấy người quay phim mô tả, nhìn này, xem này, đường hầm Kinh Quảng biến thành cái gì rồi. Bây giờ không thể bơm nước ra, bên trong hầm nhồi nhét đầy xe. Trong xe đều có tài xế, đều có người đó, còn có cả các gia đình. Mọi người nói xem phải làm sao đây. Một người dân địa phương cũng giải thích trong khi quay phim. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, 2 ngày sau khi xảy ra lũ ở giao lộ phía nam của đường Kinh Quảng và đường Lũng Hải, thành phố Trịnh Châu. Cả hai hướng đi đều bị gián đoạn, nhìn trực quan độ sâu của hầm khoảng hơn 5 mét. Lối vào hầm có độ dốc, một chiếc ô tô bị lật ngửa, thân xe dày khoảng hơn 1 mét. Người dân này cũng thở dài cho biết hàng trăm xe ô tô xếp chồng lên nhau, có rất nhiều người đứng xem, xe cộ ngổn ngang xếp chồng lên nhau trong thảm họa. Hiện tại, cứu hộ cũng muộn rồi. Ở Trịnh Châu, đâu đâu cũng thấy cảnh tương tự. Một cư dân mạng khác nói rằng khả năng là có hàng nghìn người Trung Quốc đã chết ở đây. Tuy nhiên, Trung Quốc không có tự do truyền thông. Họ đang điên cuồng che đậy dữ liệu tử vong thực sự. Cũng có cư dân mạng đăng lại hình ảnh trong đường hầm Kinh Quảng trước khi xảy ra thảm họa này. Theo cư dân mạng, tổng chiều dài của đường hầm là 4,9 km. Lấy giả thuyết 5 phút nữa nước ngập đến đỉnh, những người đang đứng ở chính giữa đường hầm ngay lập tức bỏ xe chạy về phía đường hầm, dùng tốc độ chạy đường dài như trong kỳ thi cấp 3. Giữa đường thì gặp nước dâng cao, làm ảnh hưởng đến tốc độ. Vì vậy, về mặt lý thuyết thì những người bị mắc kẹt trong hầm không thể chạy thoát ra ngoài. Hơn nữa, khi gặp khó khăn, không có mấy người hành động quyết đoán, từ đó cho thấy số người chết phải cao đến mức đáng báo động. Một cư dân mạng khác ước tính thận trọng, nếu chiều dài ô tô là 5 mét, khoảng cách giữa ô tô trước và ô tô sau là 3 mét, vậy tổng sẽ là 8 mét. Đường hầm dài khoảng 4.300 mét, vậy sẽ có khoảng 537 xe trên một làn và có khoảng 3.180 xe trong 6 làn. Trong mỗi một ô tô có khoảng 1,5 người, vậy trong 3.000 ô tô sẽ có khoảng 4.500 người.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.